Thế con mua thích không? Con mua đẹp không? À, hello chào mọi người. Hòa vừa mới hoàn thành xong ca môi xóa sửa cho cô. Cái ca môi này cô đã làm rất là lâu rồi và môi đã bị oxy sinh kim loại và nó đẩy lên rồi, thành môi rất là thâm và có những cái vùng thâm ở vùng trên đầu môi này. Và đây là cái môi Hòa vừa hoàn thành. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái môi này cái chất môi rất là khô. Và cái nữa đó là môi xử lý. Nên là khi mà Hòa làm Hòa sẽ mix cho cô cái tế bào gốc vào trong mực để cho cái môi của cô làm xong nó mềm và nó căng. Đó, nếp nhăn của môi vẫn còn nguyên, không hề bôi tí dưỡng hay là gì luôn. Các bạn nên là các bạn có thể nhìn thấy là mực cực kỳ xinh luôn, trong vắt luôn. Với những cái môi sửa mà làm xong đã trong như này thì những người các bạn thợ ấy, các bạn sẽ biết là cái tay nghề nó như thế nào. Đó, khuôn môi Hòa làm lại này, cực kỳ xinh luôn. Bây giờ Hòa lại chuẩn bị đi làm thêm cá nữa. Hòa đang làm tại nhà cô khách nên là ánh sáng rất là tối, vì vậy mà Hòa đang soi đèn pin ấy. Đó, không sưng nề một chút nào luôn nhá. Đó, thấy không ạ? Tim môi cực kỳ xinh luôn. Đó, bây giờ Hòa xin phép sang bên kia để làm cho hai chị khách nữa. Đó, bye bye mọi người nhé. Mấy hôm nay cửa hàng Hòa đóng bởi vì Hòa đi liên tục. Đó, bye bye mọi người. Hello, xin mọi người, Hòa hoàn thành xong ca môi này. Này, mọi người nhìn nào. Này, này ca môi này, như đánh son luôn. Đó, như là đánh son luôn, không sưng nề một chút nào luôn. Máy Hòa sắp hết pin rồi. Đó, kết thúc cái video ở đây đây. Đấy, Hòa đang chuẩn bị làm một khách khác đang chờ rồi nhé. Hết sạch cả pin. Từ đây, 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 đây. Đó. Đó. Đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của Hòa nhé. Hòa hoàn thành xong ca môi rồi này. Đây là vừa làm xong mới nhìn chỉ như đánh son thôi.